cướp sạch Thăng Long cho ta. Lần này nhất định phải đánh một trận quyết liệt để chúng phải khiếp sợ. Kẻ nào làm mất uy danh của Đại Việt, ta giết không tha. Tuân lệnh. Tổ tư quân, mau chạy vào thương. Hả? Năm 1377, vua Trần Duệ Tông bỏ mạng nơi chiến trường Chiêm Thành. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đưa con trưởng vua Trần Duệ Tông là Kiến Đức Đại Vương Hiện lên nối ngôi, tức vua Trần Phế Đế. Cục diện khủng hoảng của nhà Trần trong suốt thời gian sau đó không có gì thay đổi, thậm chí còn để quân Chiêm Thành liên tục tràn vào Thăng Long bắt người cướp của. Cấp báo, cấp báo! Bẩm thượng hoàng, quân canh giữ ở sông Đại Hoàng báo về, quân chiếm đã vượt sông tiến vào cướp bóc. Quân của Hành Khiển Đỗ Tử Bình đã vỡ trận, quân ta không thể chống giữ được nữa. Thượng hoàng bệ hạ, xin mọi người hãy lánh ra khỏi thành Thăng Long. Ở kinh thành đã có trung thần bảo vệ. Lần nào chúng tiến vào, trẫm cũng phải chạy giặc. Thật quá nhục nhã. Từ đầu năm, trẫm đã cho chế tạo vũ khí và đóng thuyền, vậy mà quân đội Đại Việt vẫn đánh bất lực trước Chiêm Thành sao? Dạ bẩm, quân Chiêm dưới thời chế bổng Nga đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Năm ngoái chúng khiến đức vua bỏ mạng ngoài xa trường. Tân vương lên ngôi chưa được một tháng, chúng đã kéo quân sang cướp bóc Thăng Long. Tuy nhiên, quân Chiêm Thành kéo sang nước ta chỉ thích cướp bóc chứ không dám chiếm đóng cai trị. Cùng lắm thì... Thì sao? Thì chúng sẽ cướp sạch thành Thăng Long rồi rút quân về thôi ạ. Chạy đi! Cướp sạch Thăng Long cho ta! Bẩm tướng quân, vua quan Đại Việt đã lánh khỏi kinh thành Thăng Long. Binh lính của ta đã bắt được một tên quan Đại Việt giữ thành ạ. À, hay, hay lắm. Ngươi là ai? Hắn tên là Lê Dốc, làm đến chức quan An Phủ Sứ đấy ạ. An Phủ Sứ à? Xem ra lần này ta bắt được quan lớn rồi. Quan lớn Đại Việt thì cũng phải quỳ trước mặt ta. Quỳ! Ta là quan của nước lớn, sao phải quỳ lễ các ngươi? Được cười thay, ngươi vẫn nghĩ Đại Việt là nước lớn ư? Ngươi nhìn lại đi, nước các ngươi rốt cục lớn đến đâu mà lại để cho quân Chiêm Thành ta 5 lần 7 lượt tiến vào kinh đô cướp bóc như trốn không người như vậy. Muốn chém giết gì thì tùy, ta không quan tâm đến những lời lẽ lăng nhục của ngươi. Được, được lắm, mang hắn ra đánh đến chết cho ta. Lũ giặc cướp khốn kiếp các ngươi, rồi các ngươi sẽ phải chết. Ta làm ma cũng không tha cho các ngươi đâu. Tháng 5 năm 1378, trước sự kiện quân Chiêm Thành liên tiếp uy hiếp kinh thành Thăng Long, tuy quân đội nhà Trần bộc lộ rõ sự yếu kém, nhưng triều đình vẫn có những vị quan hiên ngang như An Phủ Sứ Lê Dốc. Trân trọng thái độ bất khuất trước quân thù của ông, triều đình đã truy phong cho Lê Dốc tước Mạ Tặc Trung Vũ Hầu. Năm 1380, Chiêm Thành một lần nữa đưa quân vào đánh cướp Thanh Hóa, khiến triều đình Đại Việt vô cùng lo lắng. Trước sự hoành hành liên tiếp đó, vua Trần muốn chọn một người tài giỏi dẫn quân diệt trừ tận gốc sự quấy nhiễu của người Chiêm. Trong bối cảnh đó, Lê Quý Ly, một quý tộc ngoại thích của họ Trần, đã được trọng dụng. Tháng 3 năm 1380. Chiêm Thành lấn cướp đến Châu Hoan rồi, giờ chúng lại lấn cướp cả Châu Ái. Ta phải tìm một người tài giỏi
để dẫn quân vào diệt trừ tận gốc sự quấy nhiễu của người Chiêm. Có thể chọn ai đây? Quân Chiêm mạnh như vậy, ai có thể cầm quân đi đánh chứ ạ? Phải rồi, Lê Quý Ly từng làm tham mưu cho quân đội. 5 năm trước, trẫm sai ông ta đi Châu Hoan để chiêu tập dân chúng. Vì thế mà biên giới được yên. Một người khôn ngoan như Quý Ly cho vào Ái Châu, biết đâu lại làm nên chuyện. Có phải đó là người đang giữ chức Tư Không kiêm Su Mật và cũng là họ hàng xa của Thượng Hoàng, đúng không ạ? Đúng là ông ta đấy. Lê Quý Ly, nay trẫm giao cho Khanh trọng trách chỉ huy quân thủy, phối hợp với Đỗ Tử Bình chỉ huy quân bộ tiến vào Ái Châu đánh tan quân Chiêm Thành. Thần xin tuân mệnh. Vậy là việc đóng cọc dưới sông để cầm cự với quân Chiêm đã xong. Nay ta sai tướng quân Thần Vũ là Nguyễn Kim Ngao và tướng thị vệ quân Đỗ Giã Kha sáng sớm mai đem quân ra đánh. Lần này nhất định phải đánh một trận quyết liệt để chúng phải khiếp sợ. Kẻ nào làm mất uy danh của Đại Việt, ta giết không tha. Tuân lệnh. Cho rút quân. Nguyễn Kim Ngao, ngươi đi đâu vậy? Tại sao lại quay thuyền hả? Không cầm cự được với quân Chiêm đâu, phải rút về thôi. Nguyễn Kim Ngao, ngươi đúng là kẻ hèn nhát, dám chống lại mệnh ta, quay thuyền trốn giặc. Ta phải giết chết ngươi để làm gương cho binh sĩ. Ngươi đâu? Mang hắn ra chém đầu. Với việc chém chết Nguyễn Kim Ngao để giao trong quân, Lê Quý Ly đã khiến binh sĩ Đại Việt phải nổi trống hò reo mà tiến đánh Chiêm Thành. Vua Chiêm chế Bồng Nga thua trận, phải rút chạy khỏi Đại Việt. Nhờ việc khống chế được quân Chiêm Thành, từ đây Lê Quý Ly chuyên lãnh chức Nguyên Nhung hành hải Tây Đô thống chế. Trước sự tấn công không ngừng của người Chiêm trong thời gian dài, Lê Quý Ly, một quý tộc ngoại thích họ Trần, nhận được lệnh vua thống lĩnh quân đội đi đánh dẹp giặc. Suốt những năm từ năm 1380 đến năm 1382, ông cùng tướng Nguyễn Đa Phương đã liên tiếp phải đối mặt với những cuộc quấy nhiễu không ngừng của người Chiêm vào Đại Việt. Nguyễn Đa Phương, ông hãy cho quân Thần Khôi giữ hàng cọc đóng ở biển Thần Đầu, chặn đánh giặc trên đường thủy. Được, việc này cứ giao cho tôi. Nguyễn tướng quân, nhiều thuyền của ta bị phá rồi, phải làm sao đây? Quân thủy của Chiêm Thành không nhiều, lại không thông thạo địa hình cửa biển ở đây, chi bằng ta cho mở hàng cọc sông ra đánh. Chưa được lệnh của Lê Quý Ly tướng quân mà chúng ta đã tự ý hành động, e là... Hãy để Mạc tướng cho người quay lại núi Long Đại hỏi ý kiến Lê tướng quân ạ. Chờ ngươi về báo ông ta thì quân Đại Việt đã bị quân Chiêm Thành đánh cho tan tác rồi, ngươi muốn chết sao? Nhưng thưa tướng quân, 2 năm trước tướng quân Nguyễn Kim Ngao từng bị chủ tướng Lê Quý Ly chém chết vì tự ý lui quân tránh mũi nhọn của địch. Ngộ nhỡ cứ cho mở cọc đánh Chiêm, ta sẽ chịu trách nhiệm mọi sự. Mau. Chạy vào thương, chạy đi, chạy đi, đuổi theo chúng. Lê tướng quân, quân ta đã vây núi 3 ngày 3 đêm rồi, trong núi hiểm trở, nhiều thú rừng, quân Chiêm lại không có lương thực,
chúng không chết đói, chết rét thì cũng làm mồi cho thú rừng không ít. Mày có ông nhanh trí phá cọc sông tấn công quân Chiêm, quân ta mới giành được phần thắng. Bây giờ việc của chúng ta là chặn đường về, không cho chúng thoát. Được, người đâu? Hạ lệnh cho đốt hết thuyền bè của giặc, chia người đuổi theo đám loạn quân, không để chúng còn đường về Chiêm Thành. Với sự phối hợp của Lê Quý Ly và Nguyễn Đa Phương, tháng 3 năm 1382, quân Đại Việt đã buộc Chế Bồng Nga phải rút quân về nước. Tin thắng trận bảo vệ Thăng Long, vua Trần phong cho Nguyễn Đa Phương làm Kim Ngô vệ đại tướng quân. Còn Lê Quý Ly thì ngày càng được tin tưởng và từng bước nắm giữ những trọng trách trong triều đình. Năm 1383, tức giận vì thất bại trước nhà Trần, Chế Bồng Nga lại dẫn quân theo đường núi bất ngờ tiến đánh Đại Việt, khiến kinh thành Thăng Long gặp một phen hỗn loạn. Là người đứng đầu đất nước, nhưng khi thấy quân Chiêm tấn công, vua Trần chỉ biết khiếp sợ chạy đi lánh nạn, khiến dân chúng ngày càng mất niềm tin vào sự cầm quyền của họ Trần. Tháng 6 năm 1383. Bệ hạ, chúa Chiêm Thành là Chế Bồng Nga cùng tướng La Ngai dẫn quân bộ theo đường núi tiến sâu vào Đại Việt. Nay chúng đã đóng ở Sách Khổng Mục gần Thăng Long rồi. Trời ơi, làm sao đây? Phải rồi, Lê Mật Ôn, Khanh hãy chỉ huy quân Hoa Thạch đem quân đi chống giữ quân Chiêm Thành cho trẫm. Thần tuân lệnh. Thượng Hoàng, quân ta thất thủ lớn ở Quảng Oai, tướng Lê Mật Ôn đã bị giặc bắt sống rồi. Thành Thăng Long tiếp tục bị uy hiếp, tình hình rất nguy cấp. Thôi thì không còn cách nào, chấp lại chạy sáng Đông Ngàn tránh giặc vậy. Khanh hãy đồn đốc quân lính dựng rào trại ở kinh thành, ngày đêm canh giữ. Mọi sự ở kinh thành chấm trông vào Khanh. Thượng Hoàng, xin hãy dừng thuyền lại. Người không thể cứ bỏ đi lánh giặc, bỏ mặc dân chúng như vậy. Người là ai? Thảo dân là Nguyễn Mộng Hoa. Cú xin Thượng Hoàng hãy ở lại kinh thành cùng dân chúng chống lại giặc Chiêm. Không thể được. Đất nước đang lâm nạn, đức vua cần được bảo toàn tính mạng thì mới có thể giữ nước lâu dài. Bẩm Thượng Hoàng, quân Chiêm bao đời nay hèn nhát, hễ thấy quân ta là chạy trốn xin hàng. Vậy mà giờ đây họ trở thành hùng mạnh cũng là bởi từ khi Chế Bổng Nga lên ngôi, ông ta biết tập hợp dân chúng lại để bảo ban dạy dỗ. Chẳng phải người đứng đầu đất nước nên biết đồng cam cộng khổ với dân hay sao? Lẽ nào người muốn con dân mất hết niềm tin vào bậc thánh thượng? Chậm hiểu ý của nhà ngươi, nhưng chậm cũng không còn cách nào. Thôi, người hãy đi đi. Người đâu? Hãy cho bơi thuyền. Thượng Hoàng, bệ hạ, xin hãy ở lại cùng dân chúng chống giặc. Tháng 12 năm 1383, sau một thời gian xung đột, Chiêm Thành dẫn quân về. Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông lánh nạn ở lại núi Phật Tích. Đến mùa xuân năm 1387 mới trở về kinh sư. Trước những đòn tấn công của người Chiêm vào Thăng Long, sự nhu nhược của nhà vua đã khiến dân chúng càng mất niềm tin vào triều đình nhà Trần. Năm 1389, thời vua Trần Thuận Tông, vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga lại tiếp tục cho đem quân quấy nhiễu vùng biên viễn phía nam Đại Việt. Trước tình thế người Chiêm cướp phá đến tận Thanh Hóa, tháng 10, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông tiếp tục sai Lê Quý Ly dẫn quân đi chống giặc. Giặc đắp ngăn thượng lưu sông, quân ta đóng cọc dày đặc để chống cự, nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chưa phân thắng bại.
phải làm sao đây? Ta đã cho người sang trại chiêm thám thính, nay người đã về. Nào, người hãy báo cáo đi. Dạ, thưa các tướng quân, sau nhiều ngày giao chiến, quân giặc đã chán nản muốn rút quân về. Chế Bổng Nga đang tập hợp quân để chuẩn bị rút về nước. Hay lắm, quân giặc chinh chiến nơi xa, nay đã tới hồi rệu rã. Vậy thì chúng ta hãy đem quân thủy bộ tinh nhuệ làm quân cảm tử truy kích bọn chúng. Chế Bổng Nga lần này chết chắc. Rút quân! Quân địch đã rút về Chiêm Thành, lệnh cho thủy quân tinh nhuệ đuổi theo. Quỷ tổ bị mai phục rồi, mau đưa tin để quân ta trở về bảo vệ doanh trại Đại Việt. Tình hình sao rồi? Bẩm tướng quân, thuyền của đội quân tinh nhuệ đã đi xa, rất khó để ngược dòng, không thể quay lại ứng cứu cho ta được. Bẩm tướng quân, thuyền chở quân chiến đấu của ta bị nước sông chảy xiết dồn vào một chỗ, quân bộ bị giết gần hết. Bẩm tướng quân, tướng Nguyễn Chí chỉ huy quân Hữu Thánh Dực đã bị giặc bắt sống, toàn bộ 70 tướng còn lại đều đã bị chết trận ạ. Quỷ to rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải rồi, người hãy báo cho tướng Phạm Khả Vĩ ở lại cầm cự với giặc. Tướng Nguyễn Đa Phương tạm chỉ huy quân Thánh Dực, ta phải về kinh thành xin thêm quân tiếp viện. Gặp thế giặc mạnh, Lê Quý Ly bỏ về kinh xin thuyền chiến chi viện, nhưng Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông không chuẩn y. Nhân đây, Lê Quý Ly xin thôi không giữ binh quyền để các tướng ở lại chống cự với quân Chiêm Thành. Tình thế quân đội triều Trần lúc ấy rất nguy, nhưng nhờ tướng Nguyễn Đa Phương dùng kế nghi binh mới có thể rút quân an toàn. Năm 1389, Chiêm Thành quấy rối biên giới phía Nam, vua Trần cử Lê Quý Ly và Nguyễn Đa Phương dẫn quân đi diệt giặc. Thế giặc mạnh, Lê Quý Ly bỏ về kinh để mình Nguyễn Đa Phương ở lại chỉ huy quân lính rút lui an toàn. Vì việc này mà về sau, Nguyễn Đa Phương thường coi thường Lê Quý Ly bất tài, còn Lê Quý Ly thì tìm cách loại bỏ ông. Bẩm Thượng Hoàng có để ý thấy từ ngày Nguyễn Đa Phương lập công trở về, hắn thường có thái độ ngạo mạn, không coi ai ra gì ạ. Quả là như vậy. Có điều Đa Phương đã lập công lớn, không ai có thể phủ nhận. Khanh cho nên để ý quá đến những lời ngạo mạn của Đa Phương mà làm gì. Thật ra trận đánh lúc đó do thần quá tin tưởng Đa Phương, nghe theo kế sách của ông ta nên mới thất bại như vậy. Nếu Đa Phương kia chỉ dèm pha thần là kẻ bất tài vô dụng thì thần xin nhận. Nhưng hắn còn ngạo mạn cho rằng Thượng Hoàng là người thiếu sáng suốt thì thần ngờ là hắn dễ đem lòng khác lắm. Có chuyện như vậy sao? Thượng Hoàng, chi bằng Thượng Hoàng thu lại số quân do Đa Phương chỉ huy, tránh đêm dài lắm mộng ạ. Có lý, cứ làm vậy đi. Lê Đại Nhân, ông đi đâu vậy? Chào ông, ta đến gặp Thượng Hoàng. Ông lại muốn đi gặp bề trên để nói xấu ta phải không? Ta thật không ngờ, ông đã bất tài vô dụng lại xảo trá tiểu nhân. Ông đừng nói cản, đừng tưởng lập chút công trạng mà kiêu căng. Đa Phương Đại Nhân nói không sai, còn nhớ lúc chiến trận gặp nguy, trong khi ngài ở lại chống giặc gặp muôn vàn nguy hiểm, thì có người lại phó mặc binh lính bỏ chạy về kinh thành, cốt giữ lấy tính mạng. Đến khi ngài lập được công lớn, thì người đó lại gièm pha ngài với Thượng Hoàng. Ta phải đi gặp Thượng Hoàng, không có thời gian đôi co với các người. Chào. Bẩm Thượng Hoàng,
Dù Thượng Hoàng đã cho thu lại quân lính do Đa Phương chỉ huy, nhưng Đa Phương kia vẫn kiêu ngạo, coi thường chính lệnh lắm mà. Nên trị tội nhẹ để cảnh cáo hắn. Nguyễn Đa Phương rất gan góc, thần sợ hắn sẽ trốn sang nước Minh hay Chiêm Thành. Không nên thả hổ để lại mối họa về sau, chỉ bằng giết đi là hơn. Lê Quý Ly bức chết ta thế này thì đúng là cao tay lắm. Ta vì có tài nên được giàu sang, cũng vì có tài mà nên nỗi chết. Chỉ hận là không được chết ở chiến trận mà thôi. Việc loại trừ Nguyễn Đa Phương đã cho thấy sự kiên quyết của Lê Quý Ly trong loại bỏ những thế lực đối đầu với mình trong triều đình nhà Trần. Cuối năm 1389, với tình cảnh quân đội Đại Việt liên tiếp thất bại trước sự tấn công của Chiêm Thành, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông sai vị tướng Trần Khắc Chân đem quân Long Kiệp đi chặn quân địch. Bằng tài năng của mình, Trần Khắc Chân đã bình định được quân Chiêm Thành. Vừa đến Hoàng Giang đã gặp giặc rồi. Ta quan sát thấy ở đây không thể giao chiến với quân Chiêm được, sẽ bất lợi cho ta. Vậy phải làm sao ạ? Cho lui thuyền về giữ sông Hải Triều. Cuối cùng cũng dò được tung tích của quan Trần Khắc Chân rồi. Bẩm quốc vương, nguy rồi. Ba Lậu Kê đã bỏ trốn rồi. Khốn kiếp, có biết hắn mắc trọng tội không? Không xong rồi, có khi nào hắn sợ ta giết chết nên chạy sang doanh trại Đại Việt bán đứng ta không? Tướng quân, có người từ Chiêm Thành đến xin hàng. Tại hạ Ba Lậu Kê xin được đến hàng Đại Việt ạ. Nói, ngươi định giả hàng để lừa ta ư? Bẩm thượng quân, tôi vì đắc tội chết với quốc vương Chế Bổng Nga nên mới trốn sang xin hàng Đại Việt để giữ lê mạng. Chế Bổng Nga đang cho hàng trăm chiến thuyền tiến vào Hải Triều để tấn công Đại Việt. Thuyền của ông ta màu xanh, ngài có thể cho tấn công chiến thuyền đó là có thể giết chết Chế Bổng Nga rồi đấy ạ. Thượng Hoàng! Có chuyện gì vậy? Bẩm Thượng Hoàng, đại thắng rồi. Tướng quân Trần Khắc Chân đã đánh bại quân Chiêm Thành rồi. Ngài ấy đã cho người đem đầu vua Chế Bổng Nga báo tin thắng trận ở Bình Than ạ. Thật sao? Giỏi, giỏi lắm! Thắng lợi của Trần Khắc Chân trước quân Chiêm Thành đã đưa đất nước Đại Việt yên ổn, thái bình trở lại. Đến đây, mối uy hiếp từ người Chiêm mới được chấm dứt. Vấn đề xung đột giữa Chiêm Thành và Đại Việt giai đoạn cuối thời Trần về cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, những dấu hiệu suy vong từ lâu của nhà Trần đã đến hồi khó cứu vãn nổi.